maximum. After that, we will ask some questions, and reporters will answer questions from 3 to 5 minutes. Now, opening with the report, the topic is the important role of temporary pacemaker in the complete atrioventricular block due to diphtheria by Dr. Trương Hoài Nam from Gia Lai General Hospital. Now opening with the report, the topic is the important role of temporary pacemaker in the complete atrioventricular block due to diphtheria by Dr. Trương Hoài Nam from Gia Lai General Hospital. Diphtheria antidote and the last is the optimal ICE inhibitor in the myocardial treatment. The prevalence of children less 15 years old and the subject are not immune due to not being fully injected with the vaccine. The rate of death is usually due to airway obstruction and myocarditis. The report at 60 to 66% occurrence of myocarditis. Prevention of diphtheria is effective thanks to vaccine. Diphtheria has still existed in Highlands, Vietnam, where 49 cases of birth occurred in 2020 in Da Lai province with a 2K of death. The case report, the 21 years old male patient were hospitalized with of the fever and sore throat about 1 week before. The symptom is a difficult swelling, increased sore throat, difficult speaking, throat with wide pseudomembranous. Patients were transferred to Yalai Province Hospital. Examination with blood pressure is 100 over the 60 millimeter of mercury. The heart rate 101 beat per minute. The temperature is 38.5 degrees with the left tonsil swollen, throat with wide pseudomembranous. In this picture beside, no difficult breathing, no chest pain. The history of vaccination is unknown. The workup with HCG with the sinusism and the chest X-ray is still normal. The real-time PCR positive with diphtheria. With treatment with nutrition through the nasogastric tube, the penicillin G, the SAD, the first dose after the 10 days of onset of disease, metoprednisolone 40 mg, 2 times per day IV. After the 3 days of treatment, the patient becomes fatigued, difficulty breathing, difficulty swallowing, less urination, blood pressure is 90 over the 60 millimeter of mercury, heart rate is 60 beat per minute, the troponin I 1.158 nanogram per million, and PNP is 697 nanogram per million. The ECG showed the third AV block. The diagnosis is the third AV block and myocarditis due to diphtheria. The patient were implanted temporary pacemaker on the femoral valve by ultrasound directly after the ECG change. The amount of temporary pacemaker with the sensing the 1.25 millivolt output 3 millivolt heart rate is 60 beat per minute. Additional medication is a captopril 25 milligram 2 times per day. The echocardiography will show the left function in this way. With the F bar, symptom is 31%. 10 days after temporary pacemaker insertion, the mode is standard heart rate 60 per minute. So the EKG, so the patient intrinsic rhythm and the PVC, QRS become narrowed. When we off the pacemaker, we can see the sinus pulse on the ECG beside. After 3 weeks in the mode standard, the EKG showed the BAV1 and left bundle branch block. After a total of 5 weeks of pacing, temporary pacemaker as standby, the sinus rhythm is narrow.
narrow QRS without spine of the temporary pacemaker, the echocardiography with the left ventricle systolic function, the normal heart on the chest X-ray, the patient will discharge with a totally of the sick with the hospital. A temporary pacemaker placement in the patient with a diphtheria induced myocarditis has been studied. The temporary cardiac pacemaker was associated with a reduction in the mortality rate to 74% in some study. Indication for placing a temporary pacemaker, you just saw guidance were widely accepted with a very mobile, flexible, and suitable in the situation of the infectious disease when the DSA system is not already. So this clip, how to we place on a temporary pacemaker on ultrasound, we saw very slow heart rate. We steer in the lead into the right atrium, and when we approach the tricuspid valve, and we slightly push into the right ventricle. Difficulty to when we approach the tricuspid valve, and after we pass off the tricuspid valve, the list are approach with the ventricular, right ventricular, and the heart rate is faster. And the risk of procedure like vessel trauma, difficulty traveling in the tricuspid valve, the trauma of the tricuspid left foot, the ventricular perforation. Actually, when we guidance with ultrasound, we cannot see clearly the how to steer in the leak. And the reason why is that we take a risk when we do procedure. But in this situation of the medical facility with the lack of equipment, the DSA system we don't have, and the room to prevent transmission. Actually now we have to wear the PPE and the face shield is very not clearly the vision. The vision is not clearly, we cannot see clearly when we do our procedure. The role of the diphtheria antitoxin. The antitoxin is proven in value in the early stage. The efficacy of the corticosteroid steroids therapy for prevention of the diphtheritic myocarditis was studied. Actually, it's not to prevent the occurrence of myocarditis. So about the ACE inhibitor and ARB inhibitor, due to the early use, the ACE inhibitor, it reduced myocardial reconstruction and slows the progression of the dilated cardiomyopathy. Based on the experimental evidence in the viral myocarditis, the use of the captopril or losartan significantly reduced inflammation, necrosis, and fibrosis of the heart. This demonstrated in some study. So, moreover, all the given of the antiparotid prophylaxis with the enzyme promycin 500 milligrams once daily or erythromycin 500 milligrams two times a day for the duration of contact to prevent when we take care of the patient. The conclusion is the diphtheria is a serious disease, the high mortality rate, a communicable disease, and based on vaccine efficacy in the community to so slow incident. Although the disease is still endemic in the Dalai, the most diphtheria that are due to the toxic infections and cardiovascular complications. Early treatment with the diphtheria antitoxin have significant reduced the complication. A temporary pacemaker injection, you just saw guidance, which is very mobile, flexible, and suitable in this situation of the infectious disease when the DSA system is not already. Optimization of the ACE inhibitor improves myocardial function and reduces remodeling. Enzyme thrombin 0.5 gram once daily or erythromycin 0.5 grams two times a day to prevent infection when we are exposed with the disease. Thanks for attention. Okay. Hello. Không thể kêu à?
Đó à, con đò này thôi. Hoan nghênh bài. Vâng, cũng xong chào bài trình bày của em. Có điều nãy giờ ban giám khảo có thấy cái điện tâm đồ á, điện tâm đồ là block nhị thất cấp 1, mà đây là không biết là cái đây là em minh họa tức là để phòng ngừa hay là điều trị, chứ mà trong cái bài báo cáo của em cái tên tiêu đề là block nhị thất cấp 3 hoàn toàn, nhưng mà lúc mà minh họa thì em lại để là có block nhị thất cấp 1, thì không biết là đấy là nhầm hay là thế nào hả? Vượt qua bao thử thách khó khăn trong đại dịch, nhưng tất cả chúng ta đều nhau cố gắng. Xong. Dạ, thưa thầy, là cái đây là nó diễn biến từ cái block cấp 1 với QRS nó dạng rộng, sau đấy nó tiến chuyển thành một cái block AV cấp 3, có thể là do cái hình ảnh em bị nhầm lẫn ạ. Thì Sau đấy sao? thì tức là bệnh nhân có rối loạn huyết động sau khi cái biến đổi cái điện tâm đồ, thì chúng em đã tiến hành đặt cái máy tạo nhịp tạm thời ạ. Congratulations for your presentation. I think following your presentation, you have to change. But I'm very interested about your branch by the first one that is you implant the pacemaker by echocardiography guide. That means you use the ultrasound to insert the catheter, the guide and the pacemaker to the patient. The second one, you apply the technique, a very popular technique, that's the pacemaker, saving the diphtheria complication in a young age, 21 years old. Congratulations. But I would like to know, how about the indication? How about the indication? Because you showed only the sinus rhythm. And the second one, I see the left bundle branch blocks only. And how about the indication in this case? Can you show me? Can you tell me? Dear professors, when the, after the time the patients become the heart rate too slow and blood pressure is not stable, so patients become very fatigued, and the monitoring show with the slow heart rate compared with when the patient go to hospital, and we can see the EKG like the QRS completely wider. So we think about just and we test our plot. We blood show with the troponin I and PNV very high, and we think about cholecystitis. The arrhythmia we become aggressive. So we think should be indication temporary pacemaker for patient to prevent the hemodynamic more unstable to hold to keep the blood pressure. So that's it. Okay, so in that case, you use the implantation of pacemaker only for prevention the cardiac complication in case of diphtheria. It's more clear. The reason why we do procedure to prevent the hemodynamic become more compromised to not to the disease more severe. And beside the temporary pacemaker, because you use others, vasodilator or other treatment combined with pacemaker, or you use only the temporary pacemaker? Actually, we have the antidote diphtheria and captopril. We titrate up to four times per day. It's mean of 100 milligram per day for the patient, and nutrition into nasal gastric. We have the fluid
in the IV and with a little furosemide for urination. So that means the patient has a high blood pressure or low blood pressure because you use at the same time ketoprolol associated with the furosemide. It can reduce the blood pressure. And how about your diagnostic? And then that's good. This is a cardiogenic shock or only unstable blood pressure. Dear professor, when we do a procedure pacemaker, then the patient become more stable, and after that we can show to the IVC are in a little dilation, and we use more a little diuretic for urination, and because the membranous in the esophagus, the patient cannot drink or cannot eat the food, and we nutrition of our nasal tip and the IV fluid. Okay, thank you. Tell you again the next doctor, the next presenter. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Today, it is my honor to present here to introduce my case report. The case report is treatment of pacemaker-induced superior vena cava syndrome by venoplasty with a coronary balloon. I am Dr. Phan Le Chai from Hanoi Heart Hospital. I am an electrophysiologist. First of all, the background and history of patient, a 43 years old male patient admitted to our emergency department for 2 episodes of breathing cough, dizziness, fatigue. History of the patient, DDDR pacemaker implanted for 3rd degree AV block after prosthesis aortic valve replacement 2013. No special comorbidities. His vital sign in ED room, heart rate 40. Blood pressure 120/80, temperature 37, respiratory rate 20. The second section, physical examination and investigation findings, heart rate 40, blood pressure 120/90, ECG 3rd degree AV block, BRE 40/50. Checked pacemaker, abrupt increase impedance and no conduction of ventricular lead. X-ray fracture of one lead. Patient was indicated for a change of ventricular lead. So under fluoroscopy, in the left picture, we can see we cannot wire thermal wire through FVC. The middle picture, FVC venogram with contrast confirmed obstructed FVC. And the right picture, fracture ventricular lead under fluoroscopy. So the diagnosis is a fracture of the ventricular lead, FVC occlusion, prosthesis, aortic valve, DDDR, PPM. So the question, which strategy did we choose to treat this patient? The perfect option, removal of the old ventricular lead and insertion of a new one through FVC to RV. Reopening FVC is mandatory. The second alternative option, pericardial implant for ventricular lead. And the third chosen alternative option, none, removal of old ventricular lead and insertion of a new ventricular lead, reopening of FVC by a coronary balloon. We decided to reopen FVC and implant a new lead, which was feasible in my hospital. Old lead extraction, not feasible. Eczema laser system, not available in my hospital. Reopening achieved with a coronary balloon and insertion of a new lead into the RV. Pericardial lead. Family did not desire. So, according to the consultant,
to the coronary interventionist to open FVC and assist with insertion of ventricular lead. Using guiding catheter, she assist F to engage to the FVC. Using coronary wire, Eurobond 014 without curve bending to pass through obstructive FVC. Dilating gradually and carefully coronary balloon, 3.020. Four ties with pressure ranging from 18 to 24. Rewiring terrible wire, Eurobond 035 wire to FVC. Inserting a long sheet, Medtronic introducer sheet, 6F and 23 over terrible wire through the obstruction. Withdrawal, fix the wire, cut the hemodesis valve afterward, and ultimately inserted the new ventricular lead in the lumina of the long sheet. So it is a picture of the equipment. You can see coronary wire, SAE Xeon Blue, Eurobond 014 and 180, Medtronic introducer sheet, 6F and 23. And the clinical course, we pass coronary wire over the obstructed MVC easily. Dilating coronary balloon, 3.0 and 20, gradually in the obstruction FVC, and the final result in the right picture. Successfully implanting new RV lead on the inferior anterior septum RV. So the discussion. FVC syndrome is rare, but really serious, severe, and difficult to treat in clinical practices, especially with non-experienced electrophysiologists. The only way to confirm the diagnosis is with a venogram and complete tomography cannot completely detect the obstruction in the FVC. Because of the rarity of FVC syndrome, there is no consensus or unique treatment strategy for this. Many others report successful treatment of the patient with venoplasty with or without standing the FVC. But the complication like FVC leaking, perforation, and trauma can occur during the procedure. In conclusion, venoplasty with or without standing the FVC is the most used and optimal option to treat FVC syndrome patient until there is a lack of evidence or research comparing the outcome of prosthesis between endovascular surgery and venoplasty with or without standing the FVC. Physicians should try venoplasty first, and if it fails, the surgery should be the last result. By publishing this case study, we want to share our real experience and point of view in FVC syndrome treatment in our center in Vietnam. Although we don't have all the equipment in a special way with the cooperation between EP and coronary interventionists, a coronary wire, a modified long sheet, and a coronary balloon, we treated successfully the patient with biomarker-induced FVC syndrome and fracture ventricular lead, especially in this case. Thank you for your attention. Don't hesitate if you have any question or comment about my case and my procedure. Thank you, Dr. Phạm Lê Trà. This report decides one case of SVC syndrome treated with venoplasty. General, your research topic is very good. There are some things I don't understand, so I have some questions for you. Question number one, what do you think about this case? If you treated this patient with venoplasty and venous standing, do you understand my question? First of all, thank you for your question. I understood your question. And now I answer your question. In academically treatment of biomarker induced superior vena cava syndrome, we usually have two options. One is FVC venoplasty and FVC stenting. And we have two research prove it. The first research is published in 2011, endovascular stent provide more effective early relief of FVC obstruction compared to balloon angioplasty. In this research, we have two groups with 108
patients with balloon angioplasty and 102 patients with stenting the FVC. And the final result shows the successful procedure in stenting patient group E higher with 95% patient, and the no re-intervention after 6 months of the procedure of the stenting group E higher with the percent this E 18%. And the second result, I have a file. The title is Managing Superior Vena Cava Syndrome as a Complication of Pacemaker Implantation upon Analysis of Clinical Practice. It also shows that the stenting recurrence is very low, 5%, and the venoplasty recurrence is really high, 23%. So if I overall, if I can do it again with a fully equipment like venous stent or venous balloon, I will do stent the FVC for the optimal treatment for this patient. But unluckily, in this procedure, we don't have enough equipment like venous stent or venous balloon to do this for this patient. But the final result is really good. The follow-up after 6 months is very good. No FVC syndrome symptom occur after the procedure. So thank you for your question. In this case, your patient has been treated only one with venoplasty. Currently, there are many studies that show treatment with thrombolytic therapy before balloon angioplasty will be more effective. Question number two. Yes, question number two. Yes. In this patient, why didn't you treat the patient with thrombolytic therapy first? Thank you for your question. You know, when we try to bust through the obstructed FVC by a hydrophilic wire, it is very difficult. I modify the cuff of the tip of the wire, but it failed two to three times. We don't think that the obstructed FVC is because of the thrombotic, but fibrosis. So my senior doctor asked me to do IVUS first, but we cannot pass the wire through the obstructive. So my senior doctor told me that we cannot use thrombolytic for the patient before we wire through the obstructive or dilate the obstructive with the balloon. So it is the reason that why I didn't use thrombolytic for this patient before dilating FVC obstructed by a balloon. Thank you. In my opinion, if you treat the patient with thrombolytic, it will be better than for the patient. Thank you. Dear yes. Professor, do you have any more questions? Dear Professor, No. So, thank you. Enough. So, thank you for the case of Dr. Pham Data. So, the next, I would like to introduce Dr. Lê Phước Hoàng from the University of Medicine the Pharmacy Hospital. We will present the topic, researching the correlation between central blood pressure with the left ventricular mass index in the hypertension. So, please give your presentation. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a very great honor for me to attend this conference. Now, I would like to present the study with the title "Research the Relationship Between Central Blood Pressures and Left Ventricular Mass Index in the Hypertension."
As we know, hypertension is one of the most common cardiovascular diseases and known as the silent killer. But hypertension is increasing worldwide. According to the results of May measurement month in 2019, the global rate of hypertension was 34%, of which only 58% of patients were aware, and 54% of patients were being treated. Among the patients taking antihypertensive medication, only 57% of patients controlled their blood pressures. On the other hand, up to 32% of patients had never had a blood pressure check before. In Vietnam, the main measurement in 2019 were also organized by the Vietnamese Society of Hypertension and conducted on more than 23,000 people 18 years old or older in 10 provinces or cities. And the results show that the rate of hypertension in Vietnam were 53%, of which only 52% of patients were aware. But in this group, there were still 20% of patients without treatment. And among the patients being treated, only 58% of patients controlled the blood pressure. Hypertension is one of the risk factors leading to the plaque formation and progressions to the other cardiovascular complications. Currently, many cardiovascular associations in the world still recommend the treatment goal of hypertension based on the peripheral blood pressure value. However, the pressure suffered and brain actually plays in central blood pressure. Nowadays, there are very few studies on the relationship between central blood pressures and cardiovascular events in Vietnam. So we would like to conduct the study with the title Research the Relationship Between Central Blood Pressures and Left Ventricular Mass Index in the Hypertensive with the target. Firstly, evaluating central blood pressures and left ventricular mass index in the hypertensive. And secondly, assessing the correlation between central blood pressures and left ventricular mass index in the hypertensive. The subject were patients 40 years old or older, met the inclusion criteria. Hypertensive were blood pressures at admissions more than or equal to 140 over 90 mm per mercury. And normal tensives were blood pressures at admissions less than 140 over 90 mm per mercury. And no history of disease or treatment for hypertension. And the exclusion criteria were also shown on the slide. The research design were a descriptive cross-sectional study compared to control group, and the sample size were convenient sampling. Research variables include age, peripheral blood pressure, central blood pressures, pulse pressures, and left ventricular mass index based on the echocardiography. Left ventricular mass index were assessed by echocardiography and calculated according to the given formula. Regulations for patients before and during central blood pressure measurements were similar to the peripheral blood pressure measurement. This picture shows the results of HbOb900 device, and the central blood pressure is defined as more than or equal to 130 over 90 mm per mercury. Through the research with 210 patients, including 105 hypertensive and 105 normal tensive, and met the inclusion criteria, we achieved the following result. The table 3.1 shows the mean value of age, peripheral, and central blood pressures of two groups, normal tensive and hypertensive. Based on the table, we can see that the peripheral systolic blood pressures were higher than the central systolic blood pressures, whereas the peripheral diastolic blood pressures were lower than the central diastolic blood pressures, which in turn resulted in the peripheral pulse pressures were higher than the central pulse pressures. This result was similar to the results of Temo and Collier in 2008, and were also similar to the results of Lindbloom and Dukhombing in 2013. This graph shows the mean value of left ventricular mass index in the hypertensive were higher than the normal density, with the statistical significance. And this result was similar to the research of Fisher and Collier in 2019. There was a strong positive correlation between the peripheral systolic blood pressures and central systolic blood pressures with left ventricular mass index. And this result was similar to the research of Ennicker and Collier in 2018. This does show that the central blood pressures have a weak identifying ability in the prediction of high left ventricular mass index. With the AUC was equal to 0.66 with the statistical significance. And this result was similar to the research of Petrovsky and Collier in 2016.
let the diplomats indicate a multivariable linear correlation with the gender, age, outbreak, central mean blood pressures, and central cold pressures with a statistical significance, and they were written in the form of the above equation. This result was similar to the research of Ayu and Koyger in 2018. Through the research, we had some conclusion as follows. The results of hypertension and normotensy were respectively mean central systolic blood pressures were approximately 144 plus or minus 12 millimeters per mercury and 110 plus or minus 7 millimeters per mercury. Mean central diastolic blood pressures were about 98 plus or minus 7 millimeters per mercury and 76 plus or minus 3 millimeters per mercury. And left ventricular mass index were about 119 plus or minus 22 grams per square meter and 93 plus or minus 21 grams per square meter. Central systolic blood pressures had a strong positive correlation with the left ventricular mass index, with a statistical significance. Mean central blood pressures had the ability to identify at the weak level in predicting high left ventricular mass index. And left ventricular mass index had a multivariable linear correlation with gender, age, heart rate, central mean blood pressures, and central cold pressure. And they were written in the form of the above equation. That brings us to the end of my presentation. Thank you for your listening. Thank you, Dr. Lê Phước Hoàng, for very good presentation. You know, central blood pressure relates a true broad impact on target organ. Now, invasive methods have been golden standard. Nowadays, non-invasive bring a lot of convenience for clinical doctor. I have a question for you. Can you tell me some evidence about the role of this method compared to invasive methods? Yes, thank you for your question. The answer for this question is currently there are a number of methods now available for assessing central blood pressures. And the most direct method involves cardiac catheterization and recording the blood pressures in the ascending aorta using a pressure sensing catheter. However, this method is highly invasive, technically demanding, and clearly unsuitable for using in routine. And more recently, a number of non-invasive methods have been developed, and where pressures waveform are recording from sites distal to the aorta, such as from the carotid, radio, or brachial arteries, and calibrated to blood pressures recording by curved speed flow manometry. And many devices have been also developed for non-invasive method measurement of central blood pressures, of which the HDO K522 device is proven for its reliability in measuring the central blood pressures. And there have been many studies in the world comparing the accuracies of central blood pressures measurement between invasive and non-invasive methods. In particular, there is a study by the other Weaver and Koliger in 2011 conducted on 111 patients whose central blood pressures were measured by non-invasive method, and 30 patients measured by invasive method. And the results show that the central systolic blood pressures measured by the arm curve did not differ much and had a strong correlation with the central systolic blood pressures measured by the invasive method. And the coefficients equal to 0.86 with statistical significance. So I think the measurement of central blood pressures by non-invasive method should be widely applied in clinical practice
for contributing to the early diagnosis and detection of the cardiovascular complications, thereby improving the quality of follow-up, monitoring, and treatment in the hypertensive patients. That's all my answer. Thank you very much. This afternoon, in this section, we have a special delegate, that's a Professor Phan Nguyen Vinh. He's always interested about the development of the young doctors. I would like to have your opinion and some comment concerning about this presentation. Please. Thank you, Professor Ming. I'm very pleased to be with you today, with your the young team for this study. I think it is very useful to have a study about left ventricular mass index and central blood pressure. I think that it is easy to apply it in the clinical practice. Thank you. I'm sorry, I only have the total presentation of Dr. Hua. Thank you. Thank you, Professor. A study of homocystinemia and related factor among patients with primary hypertension lesion. Kính thưa quý thầy cô, trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay em xin trình bày nghiên cứu tình hình tăng homocystin máu một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát tại thành phố Cần Thơ. Nội dung bài báo cáo gồm 5 phần là tập vấn đề, tổng quan tài liệu, đối tượng phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận. Như chúng ta đã biết, tăng huyết áp đã và đang là một gánh nặng trên toàn cầu. Trong đó, riêng tại Việt Nam thì trong chương trình khảo sát về tăng huyết áp năm 2017, tỷ lệ tăng huyết áp là 28,7%, đến năm 2019 tỷ lệ tăng huyết áp là 29%. Từ lâu chúng ta đã biết homocystin máu là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch. Và trong đó nó tác động đến nhiều yếu tố khác nhau. Tình trạng gia tăng homocystin máu thì là tổn thương cái hệ thống oxy, tác động lên trạng oxy hóa, từ đó tổn thương trạng nội mạch, nó giảm NO, từ đó nó sẽ giảm cấu trúc thành mạch, giảm sự giãn nở cấu trúc thành mạch, và từ đó nó gây gia tăng cái giảm cái độ giãn đàn hồi của mạch máu, từ đó gia tăng tình trạng tăng huyết áp. Xuất phát từ đó, chúng ta đưa ra một cái nghiên cứu về tình trạng tăng homocystin máu trên bệnh nhân tăng huyết áp thì nó có những yếu tố liên quan nào. Trong đó tiêu chuẩn chọn bệnh của chúng tôi là bao gồm những bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát được chẩn đoán lần đầu theo G6, trong đó huyết áp tâm thu lớn 140 mmHg ngân, huyết áp tâm trương 90 mmHg ngân. Tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân tăng huyết áp kèm tiền sử mắc bệnh gan, thận, tiền sử tai biến mạch máu não, gút viêm khớp dạng thấp và Parkinson, đang điều trị vitamin B6, B12 phổ quát và đang bệnh nhân đái tháo đường đang sử dụng nhóm HU. Phương pháp nghiên cứu đây là nghiên cứu mô tả khác ngang. Cơ mẫu nghiên cứu là theo công thức ước lượng một tỷ lệ BB là 77% theo tỷ lệ tăng homocystin máu trong nhân tăng huyết áp ở bệnh nhân ở tác giả Ngô Thị Hiếu. Thì ra cơ mẫu là 61, trong đó trong nghiên cứu này là thu thập được 105 mẫu. Nội dung nghiên cứu thì đặc điểm chung về tuổi và giới, nồng độ trung bình, tỷ lệ tăng homocystin máu và một số yếu tố liên quan đến tăng homocystin máu. Tăng homocystin máu được định nghĩa khi nồng độ homocystin máu lớn hơn 15 mmol trên lít. Phương pháp thu thập số liệu là sử dụng pháp miễn dịch cạnh tranh, hình văn phân cực. Phương pháp xử lý số liệu là phần mềm FDATAM 2.0. Về đặc điểm chung thì là trong đó giới nữ là chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm đến 72,4%, giới nam chiếm 27,6%, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm và tiền sử ít vận động thể lực là tiền sử chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì nồng độ homocystin máu ra kết quả được là 17,88, dao động từ 6,03 mmol trên lít. Cái kết quả này nó
gần tương tự như tác giả Ngô Thị Hiếu. Theo nghiên cứu sơ bộ Ramingham thì là nồng độ homocysteine máu càng cao khi tuổi càng cao, và với nam thì nó có cao hơn với nữ. Nồng độ homocysteine máu thì nó sẽ tăng dần theo tuổi và có cái sự khác biệt khi mà trong nhóm của theo chủng tộc, trong theo nghiên cứu năm lần thứ ba. Nồng độ homocysteine máu thì là có tăng dần theo tuổi, và nồng độ homocysteine máu thì tăng dần theo nồng độ cao huyết áp, trong đó cao huyết áp độ 3 chính tỷ lệ cao nhất, sự khác biệt giữa các nhóm mà có ý nghĩa thống kê với bé 0201. Theo tác giả Nguyễn Tiên Hương thì nồng độ trung bình homocysteine máu tăng dần theo mức độ cao huyết áp khác nhau, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Tác giả Cohen năm 2011 thì phát hiện rằng cứ tăng dần 5 mmol trên lít homocysteine máu thì huyết áp tâm thu tăng 0,7 mm thủy ngân, huyết áp tâm trương tăng 0,5 mm thủy ngân đối với giới nam, và 1,2 trên 0,7 mm thủy ngân đối với giới nữ. Cái sự tăng này là độc lập với chức năng thận và nồng độ vitamin. Tỷ lệ tăng homocysteine máu trong nghiên cứu chúng tôi là 74,3, gần thấp hơn của nghiên cứu Ngô Thị Hiếu là 77%. Tỷ lệ tăng homocysteine máu thì là có sự khác biệt giữa các nhóm nồng độ tăng huyết áp khác nhau, trong đó là nhóm từ 50 đến 69 tuổi lại có tỷ lệ tăng homocysteine máu ở dưới nữ cao hơn dưới nam. Về phân độ tăng huyết áp thì là tăng huyết áp độ 1 chiếm tỷ lệ cao nhất khi xét về tỷ lệ tăng homocysteine máu. Một số yếu tố liên quan đến tăng homocysteine máu thì chúng ta thấy là dưới nam có tăng gấp, có liên quan đến tăng homocysteine máu, tỷ lệ giới nam cao hơn gấp 4 lần giới nữ, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Tuổi cao ở những bệnh nhân đối tượng ở tuổi cao thì gia tăng 2,87 lần sự tăng của homocysteine máu, sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm thì là có liên quan đến tăng homocysteine máu, với B là 0,038. Hút thuốc lá thì không có thấy sự liên quan đến tăng homocysteine máu, nhưng mà các nghiên cứu sơ bộ Ramingham và Ocolazen B năm 2002 thì cho thấy là những người hút thuốc lá thì có hàm lượng homocysteine huyết tương thì tăng trên 12 mmol trên lít, thì gia tăng nguy cơ tim mạch gấp 12 lần. Tương tự nghiên cứu Colahan năm B năm 2002 thì là tỷ lệ tăng homocysteine máu ở nhóm hút thuốc lá cao hơn nhóm chứng và những nhóm không hút thuốc lá. Uống rượu và ít vận động thì không có thấy sự liên quan đến tăng homocysteine máu. Đái tháo đường thì có liên quan đến tăng homocysteine máu, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê B là 0,049. Có chứng chuyển hóa thì không có liên quan đến tăng homocysteine máu. Thừa cân béo phì và tình trạng rối loạn lipid máu không có liên quan đến tăng homocysteine máu. Tuy nhiên trong cái nghiên cứu của Caracalla 2019 thì là những bệnh nhân thừa cân béo phì thì có nồng độ homocysteine máu có tăng đáng kể. Ngô Thị Hiếu thì cho thấy là những bệnh nhân có rối loạn lipid máu thì là có homocysteine huyết tương cao hơn những bệnh nhân không có rối loạn lipid máu. Insulin Lee và cộng sự cho thấy homocysteine máu là gây sự bội động mạch thông qua cơ chế sự tăng sinh các tế bào cơ trơn máu. Tăng huyết áp thì giữa các phân độ tăng huyết áp khác nhau thì có liên quan đến tình trạng tăng homocysteine máu B là bé hơn 0,01. Vì đại thất trái và điện đâm đồ thì nhóm có vì đại thất trái thì gấp 6,8 lần nhóm không có vì đại thất trái ở tình trạng tăng homocysteine máu B là 0,01. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, vì đại thất trái sinh dưỡng tim thì nhóm có hoặc không có thấy sự khác biệt trong tình trạng tăng homocysteine máu. Khi phân tích hậu bị đa biến thì đã thấy tình trạng đái tháo đường ở nhóm có đái tháo đường thì có cái nghĩa thống kê với B là 0,02. Kết luận từ đó chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau: nồng độ homocysteine máu trung bình là 17,88 cộng trừ 6,03 mmol trên lít, tỷ lệ tăng homocysteine máu là 74,3%. Tuổi cao dưới nam, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử mắc bệnh tim mạch sớm là có liên quan đến tình trạng tăng homocysteine máu. Trân trọng cảm ơn thầy cô trong chúng tôi đã một vị đồng nghiệp đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào. Tại vì em là tiếng Việt thì tôi là sẽ nói tiếng Việt luôn. Tại như vậy á thì cái báo cáo của em thì phải nói là rất khó nghe. Đây là một cái báo cáo ở khu vực đồng bằng của sông Cửu Long. Còn riêng về cái homocysteine và tăng áp á thì phải nói là cũng đã được nhiều nghiên cứu. Đặc biệt như chúng ta biết ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Huế và thậm chí còn nghiên cứu sinh nữa. Do đó nên rất có hoan nghênh chúng ta làm một đề tài này và cố gắng nhân rộng lên, vì chúng ta biết cái một cái ngoài những cái yếu tố mà nguy cơ mà gọi là conventional, tức là yếu tố kinh nghiệm, thì đây những yếu tố mà người ta thấy phát hiện thời gian gần đây, đây là những cái người ta quan tâm. Bên cạnh cái lipoprotein A rồi ApoB, ApoB3 thì
thì cái mà homocysteine máu cũng là một yếu tố nguy cơ mà không nhận ở trong tăng học mà nó nổi rõ nhất đó, ở trong các bệnh lý mà gây vữa sơ động mạch, ví dụ như là trong tai biến mạch não, rồi tai biến mạch mạch vành vân vân, thì những cái đó rất là tốt. Khó nghe như vậy, có một cái chỗ, một cái slide tôi hiểu là một cái chúng ta biết là cái nồng độ homocysteine máu là nó tăng dần theo cái độ của huyết áp, tức là độ độ 3 thì cái nồng độ homocysteine máu nó cao như vậy trong cái slide đầu tiên. Nhưng mà phần sau slide kia mình tăng homocysteine thì có cái slide này, cái homocysteine tăng hợp độ 1 thì lại cao hơn cái tăng hợp ở giai đoạn 3. Thì chỗ này em giải thích thêm một chút. Và câu hỏi thứ hai á, thì em cho biết là hiện nay người ta có thể sử dụng thuốc để điều trị cùng lúc vừa nhắm vào cái giảm homocysteine và đồng thời giảm được cái nguy cơ tăng hợp của bệnh nhân hay không, và cái định hướng của em tương lai có nghĩ đến điều đó không? Dạ em cảm ơn thầy đã đặt câu hỏi cho em. Đối với câu hỏi thứ nhất thì em xin được trả lời, đó là do nghiên cứu của em cỡ mẫu không đủ, thì không đủ lớn nên cái những bệnh nhân mà tăng, những bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 đó, thì có số lượng bệnh nhân cao hơn nhóm bệnh nhân tăng huyết áp độ 3. Nhưng mà những bệnh nhân tăng huyết áp độ 3 này thì tổng nồng độ của homocysteine máu thì cao hơn nhóm độ 1. Khi mà xét về tỷ lệ tăng homocysteine máu thì nhóm độ 1 sẽ cao hơn nhóm độ 3. Cái này là do cái phần cỡ mẫu nó không đủ lớn. Còn đối với câu hỏi số 2 của thầy thì em xin được trả lời, đó là hiện nay thì là ngoài những nhóm thuốc vừa điều trị tác dụng hạ áp vừa điều trị tác dụng giảm nồng độ homocysteine máu như là nhóm ức chế men chuyển, nhóm chạm beta và nhóm chạm kênh canxi thì nó có tác dụng vừa hạ huyết áp và vừa có giảm nồng độ homocysteine máu. Ngoài ra thì có một số nhóm thuốc đang được nghiên cứu như là statin, piprat, vitamin B6, B12 và acid folate vì nó có tác dụng giảm nồng độ homocysteine máu, nhưng mà chưa có đủ bằng chứng để chứng minh là nó có tác dụng giảm huyết áp hay không. Dạ, còn trong về tương lai thì chắc ở địa bàn Cần Thơ sẽ nghiên cứu thêm về sâu hơn nồng độ homocysteine máu và một số yếu tố liên quan tới một số bệnh lý nội khoa khác nhau. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Cái nhóm thuộc chính á, để điều trị cái giảm homocysteine máu là có hai thuộc chính, anh có biết không? Hai thuộc chính á. Dạ là hai thuốc chính em biết, đó là cái nhóm ức chế men chuyển và nhóm chạm beta, thì em biết hai nhóm thuốc và acid folic và B6, vitamin B6, pyridoxin phosphate và acid folic, đây là hai cái nhóm thuốc chính người ta đang nghiên cứu để ta sử dụng trong cái điều trị, là hai nhóm thuốc chính. Tôi xin mời giáo sư Vinh cho ý kiến thêm. Tôi cũng được đọc về homocysteine nhiều, khi soạn guideline về suy tim á, thì cũng có nói về homocysteine, nhưng thực sự ra đó thì chúng ta trong điều trị thực hành lâm sàng, chúng ta chưa bao giờ chúng ta quan tâm đến homocysteine trong điều trị hết. Ví dụ như trong các guideline về tăng huyết áp á, hoặc là guideline về suy tim, chúng ta hầu như chúng ta cũng không lựa mấy thuốc để quan tâm homocysteine. Thành ra đây là đúng một vấn đề. Tôi nhớ là đầu tiên tôi đọc giáo sư Minh đã làm nghiên cứu, rồi các đồng nghiệp khác làm nghiên cứu, đúng là cũng có tìm tòi để có đọc đấy, nhưng có lẽ đây là cái mà chúng ta cần giải quyết. Cũng như các đồng nghiệp để ý thấy cái những cái yếu tố, những cái mà trong điều trị rối loạn lipid máu đó, thì trước kia người ta không đưa cái lipoprotein A nhỏ với lại cái ApoB vô, thì bây giờ bắt đầu người ta đưa vô, ngoài cái cholesterol toàn phần, ngoài triglyceride, ngoài HDL, chúng ta đưa thêm hai cái đó. Tôi có thể là trong tương lai khi mà thế giới chúng ta hiểu hơn, có lẽ chúng ta sẽ đưa vào chính thức hơn. Thành ra cái nghiên cứu của các bác sĩ Toàn, của các đồng nghiệp khác, chúng tôi nghĩ là góp phần chúng ta hiểu biết hơn. Nhưng tôi nghĩ là giáo sư Minh nên có thể nên chủ trì một cái nghiên cứu nào mà chúng ta có sự tài trợ, chúng ta làm lớn, theo dõi lâu thì có thể chúng ta hiểu hơn. Chúng ta phải theo dõi dòng, chúng ta mới hiểu hơn. Cảm ơn cái báo cáo của Thạc sĩ Toàn. Cảm ơn thầy. Attend Dr. Tong, dear chairman and colleagues, to be continued, I would like to invite Dr. Nguyễn Di Khuê
to resign the topic. Result of predicting coronary artery stenosis of Birmingham scar in patients with suspecting coronary artery disease at Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. Please. Dion Chairman, I would like to see you in Vietnamese hypertension congress plot. I would like to show you about the prediction of coronary artery stenosis of Birmingham scar in patients with suspecting coronary artery disease at Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. My name is Quest. I'm a team leader of this research. The first one, I want to show the reason why we do this study. Now that we know about the coronary artery disease is one of the top pathology leading to death from cardiovascular causes. The prediction of coronary artery disease has many models that have to stratify cardiovascular events. That is true of main causes we do this study. The second one I want to show about the subsets and methods we do in 96 patients were diagnosed with angina pectoris and were indicated percutaneous coronary angiographies. The research address we do in PET lab at Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. The duration we do from 2019 to 2020. The criteria of this group does mean we choose the patient so the angina pectoris and the patient with the electrocardiogram under ST Schumann depression more than 0.5 millimeter into consist to recall or typical neck pleuris Q waves. And the patient must have the echocardiography show the decreasing of dynamic according to coronary suppressions and they have positive electrocardiogram exercise. We do not do in the patient had the history of coronary interventions or pie path surgery and the patient with the acute coronary artery syndrome. The research criteria, we want to know about the characteristic of story about the age and the risk factor of coronary artery disease and the damage of coronary artery through angiotherapies. We want to know about the ratio of Birmingham square alignment, the values of Birmingham square in predicting in coronary infarctions. The coronary artery stenosis is significant meaningful when levels of stenosis is more than 30%. And I want to show about a study broken. We do in 96 patients had chronic artery disease. After that, we asked Simon about the clinical and patient history and during blood test and Birmingham scar. After that, we do coronary angiography in PET lab. After we use static software, we had a conclusion about the research. The first of one of reasons I want to show about the proportion of elements in Birmingham scale. The average is 64 and the hypertension of the ratio is 85.41%. The diabetes had a ratio value is 18.75%. Male is the head number more than female with the ratio value is 61.46%. The patient has smoking is 48.96%. When we want to test the proportion weak and weak dose coronary artery stenosis, the patients have the narrow of artery disease with 76%. When we test the distribution of Birmingham scale characteristic, when the Birmingham scale is less than 10%, we have the non-coronary artery stenosis group is more than the coronary artery stenosis group with the ratio is 73.9%. And when the Birmingham scale is more than 10%, we have the coronary artery stenosis group in
more than non-coronary artery stenosis group with the ratio values is 31.5%. When the cotton pond of Birmingham scare in diagnosis of coronary artery embolism is 17.5, we had AUC value is 0.74, and we have the sensitivity is 39.7% and specificity is 95.6. The p-value is 0.001. This is the picture I want to show about the ROCCO with the AUC is 0.74. And the next one, when we test the cutting point of Birmingham scale in diagnosis of three branch coronary artery embolism, we have 13.5 with the AUC is 0.78 and we have the value of sensitivity is 46.2 and specificity is 90.4. This is the second picture of the rockers when we have the Birmingham scale with cotton pong is 13.5 with AUC is 0.78. In the inclusion, I want to show about the proportion of hypertension and lapis disorder is the most in my studies. And the cutting point of Birmingham score in diagnosis of coronary artery injury with the cut point is 17.5 and the rocker is 0.74. When we diagnose of three branch coronary artery, say we have the cutting point is 13.5 with the rocker is 0.78. And the last one of conclusion, I want to show about the Birmingham scale applicable and reliable in estimating coronary injury in patients suspecting coronary artery disease. That's all not my speaker. I would like to share your opinion in my speaking. Thank you. Yes. So thank you for presentation for Dr. Yu Kui. So I see that some in this world, you must mention, you must pay attention that's a myocardial infarction and coronary artery stenosis. So you pay attention while using some English word. And the next, you should advise or introduce some table about the Framingham Haskar for the audience to see clearly about the content of your presentation. And so I'd like to ask you just one question. That in your study, you used the Framingham score, but now you know that the newest score from the European Society of Hypertension 2021, and they use the score 2 and score 2 opt older version. So you plan to, or you think of how to use the score 2 or score 2 opt to apply the cut upon to predict the coronary artery stenosis. Dion Chairman, thank you for question of Professor Hoàng Anh Tiến. I would like to explain more about my research in this study. First of all, I do this study in patients with health serious disease. That means we choose in the patient health anxieties. But my report, my present thing, I do not show the detail of Birmingham scale when we test in a patient. We doing this study. We had the limited of the age of patient. We do not do in the patient have the age older than 70 years. Because the this age we is very difficult. Do not clear to evaluate the Birmingham scale. And in this study, we do not do in a patient have a coronary syndrome. This is the exclude criteria of my studies. And
On the second question, I do not clear, but please ask me again. And just one question. I said you use the SCORE 2 and SCORE 2 opt is an older version for the applying to predict the coronary artery stenosis. Are you any common or you plan to use the SCORE 2 or SCORE 2 opt? So please. On my study, when the patient had a diagnosis of CAD disease, we do angiography. After that, we have the reason of coronary angiography. After that, we check the Birmingham scale and we do the test of the AUC. After that, we have the rocker, have the cut point of the Birmingham scale. Okay, so thank you for your answer. So you maybe you will study applies the SCORE 2 and SCORE 2 up in the near future. Thank you. Dear Professor Chairman, now we come to the class presentation. I would like to invite Dr. Lê Thông Tố Anh with the presentation, Hypertension Training Result Among Others in Thừa Thiên Huế Province, the MMM campaign from 2017 to 2019. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Nguyen from Department of Cardiology, Cardiovascular Center, Bay Central Hospital. Before starting my presentation, I would like to give my sincere thanks to all the members of our team who gave me the precious opportunity to show you the results of our study today. My presentation is divided into four sections, as you can see here. As you all have known, hypertension is one of the leading causes for global deaths. Millions of people die each year unnecessarily. Only one half of hypertension patients are aware of their problems. Hypertension is often called the silent killer because it expresses no symptoms. So you may not know you have hypertension until your blood pressure is measured. If left untreated, high blood pressure can lead to serious consequences. It is necessary to carry out a large-scale study because knowing the situation, we have so the issue to provide effective activities. Until now, we don't have any screening programs to be conducted for a large amount of people and in long term in our province. Besides, if we can screen blood pressure, a premise can be created for neighboring localities to have better strategies for screening and managing hypertensive patients. So, May Measurement Month, or MMM, is a campaign launched by International Society of Hypertension from 2017 and is spread to more than 100 countries. Vietnam has the privilege to start the program the same year, and more than 10 provinces have responded, especially Thừa Thiên Huế participate consecutively in 3 years from 2017 to 2019. And here we have Professor Huỳnh Văn Minh making in his top opening speech to start the program in our hometown, and he's in another image in the launching ceremony in 2017. And here we have the volunteers, the core force, making a very important contribution to the success of the program. There are two objectives in our study. The first is to evaluate the situation of hypertension in Thừa Thiên Huế in 3 years from 2017. And the second is it identifies some risk factors associated with hypertension, pre-hypertension, and uncontrolled hypertension. Our study population includes adults aging over 18 years old with some of the criteria to be included. However, people who refuse or not take enough measurements or being treated in hospitals or attended at least 2 times are not included in our study. So, in 3 years, we have a total of more than 14,000 people who are screened hypertension, and after excluding nearly 400 people, we have the number to meet the criteria and included in the study. A location. There are many places in Thừa Thiên Huế province we give in the study, from hospital, dormitory areas, and even public places. We have 5 districts to screen blood pressure, including Huế City, Quảng Điền, Hồng Điền, Phú Vang, and Thừa Thiên District. Our study is implemented in 3 years, divided into 3 phases. Each phase lasts 1 month from early May to early June each year. The process is carried out in 3 steps in order.
from preparation to measurement to assessment and advice depending on the result of blood pressure. They are the tools we use in our study. The right posture to measure blood pressure is very important because it decides the accuracy of the blood pressure. Here is the standardized poster on ISH, and the picture in the left is in the real situation. Here are some information about the data processing in our study. Let's move to the important part of my presentation, the results. As you can see, in hypertensive group, the age is significantly higher than the other group, and so the BMI, mean SBP, mean DPP, and mean heart rate. Moreover, the age is more normally distributed in the hypertensive group than in the non-hypertensive group. And here is the multivariate correlation between SBP, DPP, heart rate, BMI, and age, in which SBP and DPP have the biggest correlation coefficient with 0.79. We had 19.3% of people who have hypertension. However, nearly one half of them are undiagnosed. For the people who are diagnosed, about 70% are not treated. The rate of uncontrolled hypertension is still high, with over 42%. And when comparing to other studies, we can see the prevalence is relatively lower, with less than 20%. However, the awareness and control rate is better than some of those studies. As we can see in this chart, the number of people who participated in the MMM are increasing each year. The number of newly diagnosed hypertension are rising too. For this chart, we can see all rates from diagnosed, untreated, uncontrolled are decreasing year by year. People who are 50 years old or higher are likely to have hypertension. Also, people who have a heart rate over 19 beats per minute or diabetes and have high possibility to get hypertension. As you can see, male people have had a higher possibility to get the hypertension uncontrolled. The other factors are the same in two groups. When it comes to pre-hypertension, the age, heart rate, diabetes continues to be the important factors that contribute to pre-hypertension. When comparing blood pressure levels with measurements, at the first measurement, the participant blood pressure increased significantly higher than the two measurements. The rate of blood pressure over 140 over 90 is also higher. There will be around 600 people misdiagnosed or wrongly concluded that blood pressure target has not been reached. And finally, we come to conclusion. About the hypertension situation, over 13,700 people are screened, and the rate of hypertension is 19.3%, including 43.2% had never been diagnosed with hypertension, 17.2% did not receive treatment, 42.8% had not controlled their blood pressure target. When comparing year by year, we can see that the rate of hypertension was rising from 11.4% to 21%. As we have some risk factors associated with the hypertension, with their age, male, smoking, diabetes, obesity, history of stroke, myocardial infection, heart rate over 19 beats per minute. Moreover, we have more findings while doing this research. The average blood pressure of the second and third time has a lower value than the first time. The rate of high blood pressure of these two measurements was also lower than that of the first time. And we have some requests for the research. The first is the doctor with patients. We need to cooperate in counseling or treatment ahead parents to achieve better blood pressure control. And blood pressure monitoring activities should be maintained and replicated to many communes, wards, and provinces. It is the least expensive and effective model in the management of hypertension. The contribution we have after research are describing the status of hypertension in the community of Tinghua is the scientific basis for the epidemiologist, describe awareness of hypertension prevention in the community, and the basis of activities to improve knowledge on prevention of hypertension. The study has some limitations. We have not yet implemented the MMM program in all the community wards in our province. Here are some photos of activities of MMM in our province, Tinghua.
and that's all. Thank you for attention. Thanks, Dr. Trần Tú Nguyên. Thanks for your good presentation. Your study described the status of hypertension in the community up to Thinh Huế growing with the rate of hypertension were 90.3%. Your study gave data for epidemic of hypertension in Vietnam. I would like to ask you a question. The result from your study shown that the rate of undiagnosis and untreated of hypertension was decreasing year by year. But the rate of untreated hypertension is nearly the same in 3 years. Can you give some ideas about this? Yes, thank you for the questions. About the questions I plan to answer, because of the success of the program, we are successful in educating the people to their control their blood pressure better. So therefore, the awareness rate, unawareness and say the untreated rate is not increasing. But the untreated rate is the same because of the data. The data is not the same in 3 years, so we don't have the exact comparison from in 3 years, so the numbers are something not is not accurate for the study. Yes, but the other two rates, we are confident that is that thanks to our program, we are success in decreasing these rates. Yes, that's our formal answer. Thank you. So, thank you, Chairman. Thank you, Professor Phan Nguyen Vinh. Our second Young Investigator Awards is end now because you have ties it up. And we're going to move to the section very important. That's the closing ceremony. I would like to invite young investor participant participate to hear the result, the final result, and especially invite the professor and delegator to participate with us at the end of the conference to hear some conclusion. Wait a moment, please. Thank you. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các thầy cô, các đồng chí trong ủy viên ở trong ban chấp hành và tất cả các thành viên vừa tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ. Chúng ta sẽ ngồi lại để chúng ta sẽ có cái phần tổng kết và bế mạc, trong đó sẽ cái công bố cái kết quả sau khi hội ý với ban giám khảo. Chúng tôi xin phép được chuẩn bị vài phút trước khi chúng ta bắt đầu. Để nâng thương hiệu lên tầm quốc tế, DSG Pharma đã có những bước đi đột phá. Đối với dòng sản phẩm tim mạch đái tháo đường, DSG Pharma đã không ngừng đầu tư nghiên cứu ngày càng đa dạng, đầy đủ các nhóm hoạt chất nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị tốt nhất. Với những nỗ lực từng ngày, ngành hàng tim mạch đái tháo đường DSG Pharma ước mong được các bác sĩ, dược sĩ tin tưởng và đồng hành để cùng nhau mang đến cho người bệnh một niềm tin, những nụ cười vì một trái tim vui khỏe.
Kính thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị của chúng ta đã ghi nhận gần 3.000 lượt theo dõi, trao đổi, thảo luận của quý diễn giả, quý nhà khoa học và quý đồng nghiệp trên toàn quốc. Chúng ta có thể khẳng định, Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ tư do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam và Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ đã thành công tốt đẹp. Sau đây, trân trọng kính mời quý vị đến với lễ bế mạc của hội nghị. Tham dự lễ bế mạc Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ tư hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Doãn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Phó Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam. Về phía ban tổ chức tại địa phương, xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hồng Sở, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Văn Nông, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Viết An, trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Cùng quý đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam, Ban chấp hành Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, đại diện các nhà tài trợ, các công ty doanh nghiệp đồng hành cùng hội nghị và sự tham gia của quý đồng nghiệp ở các đầu cầu trực tuyến trong cả nước, các cơ quan, báo, đài, trung ương và địa phương tham dự và đưa tin về lễ bế mạc của hội nghị. Để bắt đầu chương trình lễ bế mạc, xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam phát biểu tổng kết hội nghị. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Đào Hồng Phước, Chủ tịch Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam và quý thầy cô trong ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam và Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên và cùng ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kính thưa ban lãnh đạo Sở Y tế, ban giám đốc các bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý thầy cô, quý quan khách đặc biệt và các đồng nghiệp thân mến. Vượt qua bao thử thách khó khăn trong đại dịch, nhưng tất cả chúng ta đã cùng nhau cố gắng vì tinh thần khoa học, tim mạch đoàn kết để đến giờ phút này thì nói hội nghị chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Xin tất cả một tràng vỗ tay chúc mừng. Để có sự thành công đó, tôi xin thay mặt ban tổ chức Hội đồng Khoa học xin gửi lời chúc mừng tất cả chúng ta và trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến ban giám đốc, ban giám hiệu Đại học Y Dược Cần Thơ và ban giám hiệu Đại học Y Dược Huế, cùng Sở Y tế thành phố Cần Thơ, cùng các ban ngành và các bộ phận liên quan. Để có sự thành công, hội nghị rất hân hạnh đón nhận sự tham gia nhiệt tình của quý thầy cô, quý giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quý đồng nghiệp trên toàn quốc với trên 2.548 đại biểu đăng ký tham gia. Hội nghị đã hân hạnh đón nhận sự đồng hành của 19 công ty tham gia tài trợ
mà hàng đầu là nhà tài trợ Bạch Kim Dược Hậu Giang và hai nhà tài trợ vàng đó là công ty Sạc Vê và công ty Novartis, nhà tài trợ đồng Mực và Hero và 14 công ty tham gia góp phần cho sự thành công hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Đúng ra hội nghị chúng ta đã diễn ra từ tháng 5 2021 với mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hội ngộ ở một thành phố Cần Thơ xinh đẹp thủ phủ của Tây Đô, với một chương trình diễn ra hơn 2 ngày trong 3 hội trường và một phiên hội thảo quốc tế có đại diện của Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế và Hội Tăng huyết áp Châu Á Thái Bình Dương tham dự. Nhưng do đại dịch COVID-19 đợt 4 ập đến trước ngày khai mạc chỉ một tuần nên phải hoãn cho đến ngày hôm nay chúng ta mới được tổ chức trực tuyến tại hai đầu cầu của hai trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Y Dược Huế. Và giới hạn chỉ trong hai kênh online trong hai ngày 16 và 17 với 96 bài cập nhật tất cả các vấn đề thời sự của tăng huyết áp và các bệnh đồng mắc liên quan của năm 2021 do các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia hàng đầu trong nước trình bày với các vấn đề thời sự nhất của tăng huyết áp và bệnh đồng mắc, và đặc biệt công bố sơ khởi bộ khuyến cáo tăng huyết áp Việt Nam 2021 và sẽ chính thức công bố vào Đại hội Tim mạch Quốc gia toàn quốc vào tháng 11 tại Quy Nhơn. Ngoài ra, có 3 phiên nghiên cứu lâm sàng, hội đồng khoa học và chọn lọc 29 trên 40 bài gửi đến tham gia và có phản biện và được in trong tạp chí Tim học Việt Nam số 96 và trình bày báo cáo tại 3 phiên của hội nghị. Hội nghị cũng có 6 đề tài đăng ký tham dự giải khoa học của trẻ báo cáo. Và thư ký hội Phó Giáo sư Hoàng Anh Tiến sẽ công bố kết quả sau đây. Xin chúc mừng các nhà khoa học đoạt giải. Ngoài ra, hội nghị còn có 5 phiên hội thảo vệ tinh với những chủ đề rất thời sự. Theo số liệu chúng tôi ghi nhận trong 2 ngày, số đại biểu tham dự trực tuyến tại hai kênh qua Zoom và livestream YouTube cao nhất ngày đầu là trên 2.500 người tham dự cùng lúc, và tổng kết cả 2 ngày có trên gần 4.000 lượt xem trực tuyến, một điểm sáng của hội nghị trực tuyến. Chúng tôi hy vọng quý đồng nghiệp sẽ rút ra được những bài học quý giá nhằm đáp ứng vào thực hành lâm sàng hàng ngày, phục vụ người bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, và mong rằng sẽ chia rộng rãi các thông tin này đến các đồng nghiệp khác để hạn chế mức thấp nhất kẻ thù sát nhân thầm lặng số 1 của toàn cầu. Chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng nên một sự nhận thức đúng đắn trong hành động, chính xác trong chẩn đoán và tuân thủ trong điều trị của cộng đồng trong công cuộc chiến lược phòng chống tăng huyết áp và các bệnh đồng mắc. Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và của Đại học Y Dược Huế, công ty sự kiện VNEC và các thành viên ban tổ chức đã cùng nhau hoạt động liên tục trong nhiều năm tháng vừa qua. Xin cảm ơn các hãng truyền thông đã đến đưa tin về hội nghị. Trong quá trình tổ chức hội nghị trực tuyến lần đầu, chắc chắn không tránh khỏi các sai sót, kính mong sự góp ý và lượng thứ. Và do thời gian có hạn, chúng tôi sẽ cập nhật các bài báo lên website của Hội Tim Tăng Huyết Áp Việt Nam. Mong quý vị có thể tham khảo và trao đổi thêm. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức và hội đồng khoa học, tôi xin kính chúc quý đại biểu sức khỏe, an toàn, hạnh phúc trong sự nghiệp y học và phụng sự, và xin hẹn gặp lại tại thành phố Hồ Chí Minh trong hội nghị tăng huyết áp toàn quốc lần thứ 5 2023.
Xin trân trọng kính chào. Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Huy. Và sau đây là phần tổng kết phiên báo cáo khoa học trẻ. Trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tiến, Thư ký Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam phát biểu tổng kết khoa học trẻ. Kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị quý, nhằm động viên thúc đẩy các bác sĩ trẻ hăng hái tham gia trong công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tim mạch, tăng huyết áp, Phó tổ chức hội nghị đã tổ chức giải thưởng khoa học trẻ 2021 để đảm bảo tính công bằng, công khai. Chúng tôi đã mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, tăng huyết áp và hội đồng khoa học hội nghị để chấm điểm các đề tài của các đồng nghiệp trẻ gửi đến tham dự. Có tất cả 6 đề tài của các đồng nghiệp dưới 35 tuổi đã được xét chọn qua vòng loại để trình bày về các nội dung nổi bật về tạo hình tim mạch, sáu đặc máy tạo nhịp, về động mạch trung tâm, Prime Health Score, nghiên cứu lâm sàng lớn, MMN về tăng huyết áp. Ban giám khảo cùng 6 thành viên đã chấm điểm độc lập vào chiều ngày 17 tháng 10 ở hội trường trực tuyến 1. Được sự ủy quyền của trưởng ban giám khảo, tôi xin được công bố kết quả giải thưởng khoa học trẻ như sau. Các nghiên cứu đều được báo cáo rất tốt qua tiếng Anh, có ý nghĩa về mặt khoa học nên tất cả các đề tài tham gia đều có giải. Đầu tiên tôi xin được công bố về giải ba. Đề tài của bác sĩ Trương Hoài Lam, The Important Roles of Temporary Pacemaker in the Complex Atrial Ventricular Block Due to Diphtheria. Đề tài giải ba thứ hai của bác sĩ Ngô Hoàng Toàn, Study of Hyperhomocysteinemia and Related Factor Among Patients with Primary Hypertension. Tiếp theo là giải hai của bác sĩ Phạm Lê Trà với đề tài The Treatment of Pacemaker Induced Superior Vena Cava Syndrome by Venoplasty with Coronary Valence. Đề tài giải nhì tiếp theo của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Khuê, Research of Very Thin Coronary Artery Stenosis of Prominent Heart Scar in Patients with Suspect Coronary Artery Disease at Concord University of Medicine and Pharmacy. Và đề tài giải ba, giải hai tiếp theo là đề tài của thạc sĩ bác sĩ Trần Tú Nguyên với tên đề tài là Hypertension Screening Research Among Adults in Thừa Thiên Huế Province in the MMM Campaigns from 2017 to 2019. Và đặc biệt, giải nhất của giải thưởng khoa học trẻ được trao cho thạc sĩ bác sĩ Lê Phước Hoàng với đề tài là Research in the Correlation Between Central Blood Pressure with Left Ventricular Mass Index in Hypertension. Như vậy, giấy chứng nhận và rất nhiều giải thưởng sẽ được trao cho các bạn.